tiếp tục bay đâu hành trình đường phá tiếp tục hành trình rước chị hai xăng đủ xăng cây xăng đủ xăng ủi cây xăng đủ xăng cái tuổi là sao nè cây xăng đủ xăng cái tên nó cây xăng đủ xăng ủi chứ cây xăng đủ xăng gì đủ dầu cái này là cây xăng là cây dầu có nhiều lời nói mà em muốn cho mẹ ơi ba mẹ ơi con đi hạ cái này qua đường này đi đường này đi đường này qua đường của Thái Quốc giờ hết mưa mà chỉ có ước ông Tuấn Phương Tuấn Phương đâu bên kia không đi chưa về mà ổng bán cho giờ 10 giờ ổng sơ hết sớm là 9 giờ rưỡi còn ấy là 10 giờ bán ổng bán tới 10 giờ rồi còn trễ là ổng bán đi trễ nhất là 10 giờ ổng ngủ tại vì ổng còn sáng hôm sau ổng bán nữa không hết thì sáng mai em bán tiếp nữa. Chơi là chơi không có ri là sao không có gọi là công bằng không có chơi gọi là chơi sập không có clean á nói chung là ống chơi không có clean còn không có ri
khuya vắng. Mới 9 giờ kém, 9 giờ kém mà đã đi ngủ hết. Ngủ mày phải chơi cấp 1 giờ. Đúng là đêm buồn tỉnh lẻ luôn. Sao đúng như bài hát đêm buồn tỉnh lẻ. Hồi xưa là ở đây là một cái tỉnh, thì đây là tỉnh lẻ nè, Biên Hòa nè. Đây là tỉnh lẻ. Thì tỉnh lẻ là nó nhỏ lẻ, nó không có đông đúc sầm uất giống như Sài Gòn. Nên là nhạc sĩ Tu Nhi sáng tác bài Đêm Buồn Tỉnh Lẻ. Tu Nhi là Chế Linh, ông lấy bút danh là Tu Nhi, trên núi Vũ Long á. Ông ở núi Vũ Long. Ở vậy ông sống không? Còn chứ. Ông ở luôn hả? Không, bây giờ ông ở Mỹ. Cũng đi về Việt Nam. Đêm buồn tỉnh lẻ là chính xác luôn. Bây giờ thấy là buồn rồi phải không? Vắng xe rồi. Còn đông đúc nữa. Đi 69 ở đâu? Dạ. Nó nhìn xe hàng trước là ở đâu? Dạ 69 là ở 69. Ở cuối trời đất nước Cà Mau.
văn với hộp tin vui đi ạ. Tin văn này thì dành đến cho ngày hội đọc sách của các bạn nhỏ mang tên là Em yêu sự việc. Thưa quý vị, nhằm tạo ra không gian vui chơi và học tập trong mùa hè cho các em học sinh, thì sáng ngày 19 tháng 6 vừa qua, Ban chỉ đạo hè xã Thới Tam tổ chức ngày hội đọc sách với chủ đề Em yêu sử Việt tại trường tiểu học Thới Tam. Mùa hè đến rồi và có lẽ rằng là có rất nhiều những hoạt động, nhưng mà thật vui trong các hoạt động này, ngoài những việc hội hè, các trò chơi thì chúng ta lại dành thời gian cho các trang sách và đặc biệt tâm huyết từ các trường, đúng không ạ? Các tổ chức từ nhỏ cho đến lớn, chúng ta tổ chức những hoạt động này, tôi vui dành cho các bạn học sinh để chúng ta tiếp cận nhiều hơn và dành thời gian nhiều hơn cho việc đọc sách. Và chị Lương Mỹ Chi là thành viên của ban tổ chức ngày hội chia sẻ rằng là ngày hội đọc sách được tổ chức với mong muốn tạo ra sân chơi bổ ích dành cho các em sau những ngày tháng học tập tại trường, khuyến khích tinh thần đọc sách của các em và giúp cho các em tiếp cận được nhiều hơn với các thể loại sách từ truyện tranh cho đến văn học, đặc biệt là với nội dung lịch sử. Thông qua việc trau dồi kiến thức lịch sử, các em sẽ được giáo dục về tinh thần yêu nước, truyền thống tương thân tương ái, thêm yêu quê hương và con người Việt Nam, đồng thời cũng giúp cho các em có ý thức phục vụ và xây dựng đất nước bằng tinh thần học tập của mình. Từ ngày hội như vậy thì cũng có nhiều không gian mở ra cho các em với đa dạng sách từ truyện tranh, văn học, khoa học, lịch sử, rồi một số sách nữa về kỹ năng, thu hút đông đảo các bạn nhỏ tham gia. Em Võ Tấn Tá, trường tiểu học Thới Tam chia sẻ là em đến tham gia ngày hội đọc sách từ sớm cùng với các bạn và em thích đọc nhất là những quyển sách kỹ năng vì nó mang lại nhiều kiến thức cho em áp dụng vào cuộc sống. Ngày hội có rất nhiều hoạt động vui chơi cho em giải trí trong dịp hè. Việc tổ chức ngày hội như vậy còn giúp tăng cường kỹ năng đọc và hiểu biết, khuyến khích sự sáng tạo tư duy, đồng thời giúp cho các bạn xây dựng cảm xúc tích cực với việc đọc sách. Đây cũng là dịp để gia đình và cộng đồng thúc đẩy tình yêu và khuyến khích các bạn nhiều hơn trong việc đọc sách. Khuôn khổ ngày hội còn có các hoạt động khác cũng hấp dẫn như là thi cờ tướng, trò chơi liên hoàn, buổi tập huấn kỹ năng sơ cấp dành cho hội viên, tình nguyện viên, học sinh và trường học. Con ăn bánh trứng nướng gì không ăn kia dạ, ăn kia nhiều không ăn bánh mì nướng mà nướng tráng không bánh bánh mì nướng chín yêu văn hóa và muốn gìn giữ tưởng đổi rồi không nên bánh chén nướng mãi đỉnh bánh mì nướng mãi đỉnh bánh chén nướng không ngon bánh mì nướng trong tháng 6 vừa qua thôi, sắp tới lại còn có thêm những ngày khác có bị lộn bánh chén nướng mãi lắng nghe thấy phù hợp thì mình có thể là mình ghi chú lại lịch để tham gia cùng với hoạt động này nha. Giữa tháng 6 vừa qua tại đạp Thủ Đô ở quận 5, hơn 100 khán giả đã đến với buổi đầu tiên của chương trình thăm rô ca biện phấn hành tìm hiểu về nghệ thuật hát bội. Ca biện phấn hành là chủ năm thóc kỳ ở rô năm nay và sẽ là kỳ ở rô cùng cố của anh tôi phối hợp cùng với nhóm Hiếu Văn Hương ông bảo ông bảo thôi với nhóm Hiếu Văn Hương thì có lẽ rằng là trong một lần mà chị đá Euro chưa lâu chút xíu chị đá chưa chuyện trò cùng với các bạn ở trên sóng của FM 95.6 MHz đá hổm rồi tại bà đâu coi và rất đam mê mong muốn gìn giữ những giá trị về văn hóa Việt. Trong nhóm này thì cũng đã có rất nhiều các hoạt động diễn ra lúc đó, hoạt động lớn nhất chính là phối hợp dạ ăn ông dài ăn cái gì bánh chén nướng bánh mì nướng để chắc có bị lộ ba tới sớm quá người ta dở chân luôn rồi ai mấy bạn dở rồi tại mì trễ thì kêu thầy dạy thêm xíu cho nó đủ giờ nói con đi trễ thầy dạy con thêm thầy có mở lạnh không vậy lạnh nhá thầy biết ngay có mở mình không mở lạnh rồi em ơi còn không chịu mưa đi ngay mở máy sưởi luôn á chứ với kinh nghiệm hơn ăn ba phần bánh nữa này cứ phải bánh tráng chút mua tráng cho ăn nha mẹ kêu mua bánh mì nướng ớt mày kêu mua bánh tráng lộ ngoài lắm ý cho thôi chứ cũng đi nói chỉ cô nhưng mình sợ mình lộ lễ đại bội ba phần biểu diễn bao nhiêu ba phần bánh mì ngoài ra phần biểu diễn bánh mì nha bánh mì nha ba phần bánh mì thu hút nhiều sự chú ý có món hành không đầy đủ mẹ không ăn mỡ hành á hả mẹ không ăn mỡ hành á em biết đâu ba chung với mẹ hả mời hai hộp không mỡ hành một hộp mỡ nhà hát nghệ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn ứng dụng các mô hình mới chắc không khán giả
Chắc mới đầy đủ luôn đi, mỡ hành cái này đâu phải mỡ hành dạng kia đâu. Đúng rồi, mỡ hành đâu phải mỡ hành cái chỗ bánh mì Hà Nội đâu, mày không ăn. Mày không ăn mỡ hành gì đó, mỗi lần mùi mày đóng hết mùi. Không ăn thì bỏ ra. Hợp lý luôn vậy. Quan trọng có bán không nè, thấy tớ hồi kìa. Không bán nghe hợp lý gì đâu. Còn chỉ có hủ tiếu. Ủa sao có mùi hương hơi với đây ta, chứ mùi rất buồn vậy. Mùi ấy nè. Xá xí, xá xí. Xá xí. Xá xíu. Sao không có mùi liệu. Rồi mày xuống mày mua đi. Thơm mà hơn mà. Mẹ mới để gì em không? Thôi ngồi đây luôn đi. Nghe mày kêu làm luôn anh. Dạ chú ơi, cho con ba phần bánh chiên nướng một phần mỡ hành. Bánh mì. Bánh mì. Tại mày á. Tại sao á. Chú em biết hỏi phận à. Hỏi phận nhiêu bị gì trơn cặp đầu nhau luôn hỏi phận nhiêu một phần 15 đó chú. Dạ thôi con 5.000 làm chú hơi phút kiện chú mà đừng để đây nó dính vô mốt hư cái máy lạnh luôn vậy. À, để anh hỏi đây. Thôi sợ. Con biết là đi con hỏi bằng tưởng là cái gì nó không có bay ra. Con hít, con lấy gì ba con để là ba con để cái sắc sắc cạnh mũi hít phép tiền bụi không. Không có biết luôn. Đâu thấy con người ta làm gì? Người ta làm chứ mà. Hello mấy nữa. Đây con mà cái đĩa bằng. Lì ơi nè. Có khi nào thì chút ta không đưa phần đó không ta thôi ta lấy 45 ngàn có khi người ta không đưa thì mình ăn dạ giữa chợ có khi người ta làm mình cho có khi người ta làm mình bánh chén dạ nhiều ba giờ nè nha chị có khi người ta làm bánh chén sao sợ gì sợ người ta làm cho mình bánh chén là mày á làm bánh chén mày ăn ờ liên quan kia nói chi hai mình kêu hả nghe làm gì lý gì ngày gì ngày học gì dạ. À ngày học gì hồi nãy vô trễ hả đa thức nhiều biến biết không dạ biết chứ dễ dạ, hay khó có chừng để dưới là bắt đầu đè nằm luôn nha khó khét khôi nằm thì mình sẽ ăn bánh chén gì bánh mì gì ờ bánh chén hoài trời tại thằng ơi á bàn can em chưa biết chuyện này kim cương kim đừng ba ơi khi bạn là đại gia xuống nhưng kim cương bạn không cọc đây ba này đứt tay con bây giờ đứt tay gì ba sau này nó khóa rồi vậy? Mở khóa đây đi cho dễ khóa đây điện à khóa gì khóa đây điện sĩ à đâu khóa mở là mở xuống đi cái cửa này nè rồi à, sao vậy ngồi tái máy đụng hoài tái máy đâu khóa lại con máy mở ra lắm ủa sao bông có gì bông sợ mày tái máy rồi tái máy rồi sao vậy bảo là ba khóa ở dưới thì ba sợ thì con cái máy mở cửa không cái này là ở trên thôi đi xe bông khóa nếu mà ba khóa bên của ba cũng khóa luôn rồi thì đúng rồi ở khóa nó chưa khóa luôn rồi ừ để khóa cái qua luôn ừ. Ồ thì con tưởng mà sợ cái máy gì tức là khóa chỉ được hai cái dưới thôi còn không ai khóa bốn cái còn không ai để hết đi xe bông khóa à tính hỏi cái gì quên mở khóa rồi. Mai sắm năm nay suốt đời. Em mau lấy hơi không gì vậy? Dạ ơi.
Dạ. Sủa. Không chưa. Xong rồi nó đi rồi. À, đúng. Tại sao đi hết bánh mì rồi nè, nên là người ta đang muốn. Đây là coi đứa đi hết mì thì đừng nói là tôi đi làm bánh chín. Sợ lắm. Lò bánh mì bánh bao hai lần. Chứ không sao. Bên ngoài giờ vắng à, mới 9 giờ lại 8 giờ mấy giờ. Như gánh rồi. Em đang như cô đó. Satana mời Polis đến một cuộc điện đặc biệt, bao gồm 4 thám tử và 4 nghi phạm. 4 thám tử chính là những người có kinh nghiệm trong việc điều tra, gồm Polis, đại tá Ray, sĩ quan cảnh sát Beto và nhà văn trinh thám Ariana Oliver. Bốn nghi phạm là những người Satana trinh rằng từng gây án đi học đem theo đó anh chị em bác thì đem theo thì chết tôi bị thiếu tá Despot và cô bé trẻ Anna với những câu nói ẩn ý nhắm vào các khách mời, đúng như Poet lo sợ biến cố xảy đến trong những ván bài bridge sau đó. Liệu ai mới là hung thủ trong một tình huống gây án như vậy, nhất là trong phòng có một người vừa mang quá khứ đáng ngờ. Chị để cho nó mát đi. The Table thường được khen ngợi vì cốt truyện độc đáo, trong tác triển nhân vật hấp dẫn và chiều sâu tâm lý. Số lượng nghi phạm hạn chế và bối cảnh đặc thù tạo ra cảm giác bí ẩn phòng khóa của điện. Toàn thể bộ truyện giống như một ván bài mà các tử tù đang chơi với các nghi phạm. Sự tập trung chặt chẽ này làm tăng thêm căng thẳng. Cô kiếm như là cô có phải là bánh mì của các nhân vật. Chén để cho mày làm gì? Qua lời ô ha. Ở đầu truyện. Thấy gì mình bị ngáp ngáp ô. Ngáp thì mày. Ô ha. Ngày cầm nhau. Đúng. Đúng luôn á. Nó ngáp mà nó bảo đúng á. Đúng rồi, nó sai. Nghe đúng mà, nó vừa giỡn này chứ. Giỡn sai, ừ. Thám tử đại tài đã phá án bằng cách đánh giá tâm lý của các nghi phạm. Từ đó suy ra sự ai có khả năng gây án lớn nhất. Tác giả cho thấy khả năng phát triển nhân vật phức tạp đa chiều bằng cách mô tả kỹ lưỡng mối quan hệ nhân quả giữa nhân quả với xuất thân hành vi, động cơ có thể có của họ. Và cách xây dựng 4 nghi phạm, tiểu thuyết cũng giới thiệu 4 kiểu tội phạm về mặt tâm lý. Sự thấu hiểu con người của Poirot là nền tảng chính cho việc giải mã vụ án. Cũng như trong các tiểu thuyết về nhân vật này, Agatha Christie làm nổi bật cách tiếp cận độc đáo của ông. Có những điều Poirot nói hoặc làm thật đầu tưởng ngớ ngẩn hoặc là ngẫu hứng, nhưng phải đến nhiều chục trang sau, dụng ý của chúng mới được hé lộ. Sự tham gia của các thám tử khác như là sĩ quan Battle, đại tá Grace và bà Ariana Oliver cũng đã tạo thêm chiều sâu này chịu làm vi lắm mỗi người mang quan điểm và kỹ năng riêng trong này điều tra chịu làm cho thấy những cách tiếp cận phong phú daily vlog ban đó bà Oliver bà không nói gì luôn mang lại sự hối bà nói chứ mẹ đang nghe đài bản trào phúng của chính mình. Trời ơi, bình thường là ba mình làm cameraman, bây giờ là cái gì cũng quay nha mọi người, nên là cái kênh của mình không còn là quay giải trí mà là kênh cái gì cũng quay chuyện hồ mà bà thể hiện thực sự là mọi người có thể thấy cái gì mà mọi người thấy là kênh khác không có thì có thể là kênh mình sẽ có và có thể là không có. Tắm rửa rồi cũng quay luôn. Ok mọi người ơi, vô học một thì vô học nhỏ với các phẩm là độc giả cần dù là có cuối kiến thức nhất định về bài thuyết. Hôm nay chắc có cô Linh thì hiểu với lại cô Quyên có chứ. Qua nhà thầy hậu có cô Quyên. Đi ngược lại mà có. Nó tương đối xa lạ với người không biết chơi. Nói thêm về tác giả, hoặc là nói lại về tác giả. Agatha Christie sinh năm 1890, mất năm 1976, có hơn 80 tác phẩm trong sự nghiệp. Bà viết tiểu thuyết kinh thám. Ông này sống lâu à, 976 luôn. Lâu quá. Đâu ông này năm sinh cùng Bác Hồ luôn, 1890. 1890. Có người lắm, Bác Hồ sinh 1980. Là ai với ai, bữa trước kia nói mà. Bữa trước tên nó Bác Hồ sinh 1890. Xong cái lần nghe nói một có lần năm 1890 rồi, nhớ mà. Thấy chưa? Hôm bữa ba mẹ hỏi là mẹ sinh năm ngày bao nhiêu, con bảo là 21 tháng 2 mà ba mẹ nghe hành cái gì á, xong ba mẹ bảo là ngày sinh ba mẹ còn không nhớ.
21 tháng 2 dương lịch là cái ngày chính thức. Thì đúng rồi, con bỏ 21 tháng 2 mà. Đúng rồi. Mà ba mẹ nghe thành cái gì á? Không, mẹ nói chứ ba đâu nói. Mẹ nghe thành cái gì á? Xong cái mẹ buồn. Vậy đặt hàng chưa? Chưa. Cái gì vậy? Không có mã friendship. Thôi, hãy đặt hàng hoài. Được có mấy trăm ngàn cái là đặt hàng hoài. Đặt hàng cái kia là một cái với nữa. Ủa, chưa. Sao vậy? Để một cái phù hợp chưa? Hả? Cho. Để một cái phù hợp. Cái phù hợp cho MO chưa? Rồi. MO một cặp luôn. Một cặp đúng không? Ừ. MO với lại FA. Cái hiệu. MO với lại FA. Ừ. Ok. Chấm con chó. Rồi cái gì nữa? Có đó thôi. Thì có ít thôi, đâu cần nhiều. Sao? Tại không tiền mua. Nên là mọi người nhớ để ủng hộ mình nha. Cho ba mẹ mình có tiền mua đồ đôi hả? Cười hết rồi. Nhà xin cơm mà. Các bạn hãy nhận cái cơm mình để mình có tiền mình mua xin cơm cho bạn. Sao ít thay. Còn 44 nha. Các bạn hãy cái cơm mình để mình có thời gian mình mua có cái gì đó. No su ye ma ta su yo. Bài đó tên gì anh đi? Gì? Bài đó tên gì? Nào? Bài mà Nini hát. Bài đó là không biết. Cái bài mà ai khó nghi lo. Tao vẫn không biết tên. Mày biết tên không? Mình nghe người bị ta hát. Có nào? Cái bài đó người ta hát đó. Mình nghe cái AI mà Di AI bữa giờ hát nhạc Việt Nam không? Hả? Jay Am bữa giờ hát nhạc Việt Nam không? Ai? Jay Am. Ai? Hát bài cái gì ta? Phố xá nên nơi đông người, nơi tình yêu dưới chân. Nhưng mà Jay Am thì cũng không? Bài tên gì ta không nhớ nữa. Nhưng mà Jay Am trong Đêm Trăng Tình Yêu. Đúng rồi, Đêm Trăng Tình Yêu. Cái bài giống giống trong bài Buồn Hay Vui của Obito. Bài đó cũ lắm mà. Ủa nhưng mà Jay Am hát trong hát hát trong hát trong đặc biệt luôn hả? Ừ. Tập mấy hả? Cái đó của RMC. Nơi tình yêu dưới trăng thấp thoáng bao đôi nhân tình gì á. Đang đùa vui dưới trăng. Sao biết hay không? Trời ơi, bài đó biết rồi. Bài đó không biết gì đó chị ba. Hả? Cái bài đó nó bài giống giống hồi 8X, 9X. Giống giống cái vợ Obito. Bài đó 9X bị nói là đạo nhái á. Nhưng mà tao không nghĩ là Obito đạo nhái đâu. Bài Buồn Hay Vui hả? Ừ, Zad Baby. Không phải, hết đó Baby. Buồn Hay Vui. Điệu đó là sáng tác của khác không giống luôn ấy. Lấy giai điệu đó là bắt đầu dựa trên bây giờ bị nhiều người bị bảo là đạo nhái nhưng chỉ có một người là đạo nhái đúng không? Một anh chị nào đó Bến Chi. Ê, ẩu dài nói chuyện ẩu à, không phải Bến Chi à, đúng rồi, Bến Dừa đâu. Bến Chi nó không bỏ là đàng hoàng tự nhiên làm gì gãi em xùm. Anh chị ở đó. Bỏ con chứ mua. Phi Hư Cấu. Anh chị rất là tốt bụng. Mua và danh sách 100 cuốn sách đáng chú ý. Tuy nhiên trong vòng 5 năm có cuốn sách 100 cuốn sách đáng chú ý.
có Napoleon. Có cuốn học tập suốt đời không? Chắc chắn là có rồi. Sách hay mà. Napoleon có cuốn sách là giúp mình đạt giải nhì đấy. Giữa những năm 2017 đến 2018, từ khảo sát về sức khỏe và dinh dưỡng của Mỹ, chỉ ra rằng hơn 73% người Mỹ được phân loại về mặt y tế là béo phì hoặc thừa cân. Trong khi số người mà sống bây giờ béo phì từ tiểu thuyết là rất hiếm hoi, thì trong các tác phẩm lớn cũng thường xuất hiện một số người thừa cân. Đúng rồi. Tuy nhiên đều được miêu tả bằng tính chất xấu xa hay gây cười. Như trong tác phẩm Crossroads của Jonathan Franzen ra mắt năm 2021, có một nhân vật nữ thừa cân là Marion, người được miêu tả là không thu hút hay không tạo ra sức hút. Mấy đứa mà trong phim hoạt hình hay là này kia mà nó mập á là đều là phản diện. Thường là vậy. Chắc chắn là dài. Ê thằng quỷ. Nhưng chắc béo quan trọng đó là nhân vật chính có tên là... Ê lấy dép dùm ơi. Lấy cái con. Giới thiệu là một cậu bé béo lố bịch. Trong khi nhìn vào cơ thể của chính mình thì cậu thấy cái bụng có kích thước mà một đứa trẻ 6 tháng tuổi dán chặt vào phần giữa của mình. Có thể thấy người gầy thường có tính cách tốt đẹp, còn người mập mạp thì lại gắn liền với những hành vi vô đạo đức. Các nhân vật từng được miêu tả béo như một ngụ ý với người đọc rằng họ có thể là những người thô tục, yếu đuối, độc ác, ngu ngốc hay không quan trọng, và người gầy thì ngược lại. Gillian Flynn đã viết về một nhân vật trong Gone Girl năm 2012. Cơ thể của tôi là một cơ thể đẹp đẽ, hoàn hảo. Mọi đường nét đều được cân chỉnh, mọi thứ đều cân đối. Hay trong tác phẩm Lessons in Chemistry năm 2022, nhà văn Bonnie Gamers đã miêu tả nhân vật chính bị một giáo sư tấn công tình dục. Người này là một người đàn ông to lớn, nặng gần 250 pound, tức là hơn 110 kg nếu tính theo đơn vị kg, và sức mạnh của ông ta đến từ cân nặng cơ thể thay vì thể lực dồi dào. Trong khi các tiểu thuyết